Em chào tất cả quý khách hàng đến kênh ECU Club của em ha. Hôm nay hiện tại tình hình dịch thì được chính phủ của chúng ta thì có thể là ngày 30 tháng 9 này có thể là được phục hồi lại tất cả các nhà máy, các cửa hàng và giao thông vận tải có thể được thông thương lại cho quý khách hàng ha. Và xe thì hiện tại là bên em đang có các cabin và taxi sẵn, nếu mà quý khách hàng nào cần thì có thể liên hệ cho em qua số 0349 311 410. Thì xe hiện tại thì cabin taxi sẵn thì chúng ta có thể là khi mà quý khách hàng đặt đóng thùng thì có thể là thùng kính hoặc thùng bạc, thì bên em có thể đóng thùng theo yêu cầu của quý khách hàng, có thể là giao trong cho quý khách hàng là 20 ngày khi mà quý khách hàng làm hợp đồng với quý khách hàng ha. Nếu mà quý khách hàng nào thì vay theo dạng ngân hàng thì có thể cho em thêm khoảng 3 ngày nữa để bên em làm thủ tục ngân hàng cho quý khách hàng, khi mà quý khách hàng có thể được nhận xe một cách sớm nhất. Ở đây thì xe W-Series và N-Series thì hiện tại đang có chương trình giảm giá lớn, và quý khách hàng có thể là lưu ý nếu mà quý khách hàng mua trong thời gian này thì sẽ được giảm giá, là như giảm giá thuế trước bạ và tặng các nhu cầu và tặng các phụ kiện cho quý khách hàng. Và xe ở đây thì dòng W-Series là có nghĩa là WKR230 và WKR270 là chúng ta sẽ được giảm khoảng 10 triệu đồng để giống như là tri ân khách hàng và giảm thuế trước bạ cho quý khách hàng ha. Và đây là những dòng xe tải, dòng Q là dòng xe tải từ 2 chân chính đổ xuống, còn với dòng N series thì quý khách hàng có thể là dòng 5 tấn thì có trở xuống, là bắt đầu từ dòng NBR, NQRM và dòng NMR thì chúng ta sẽ được ưu đãi đến 13 triệu đồng cho quý khách hàng ha. Đây là ưu đãi dành nhà máy đã dành cho quý khách hàng khi mà quý khách hàng mua xe sau mùa dịch và có nhu cầu. Thì quý khách hàng mua xe sau mùa dịch thì tất nhiên là cái nhu cầu đó thì chúng ta rất là cần, vì sau mùa dịch này thì các lượng hàng thì sẽ rất là nhiều để cho quý khách hàng để chở ha. Xe thì hiện tại bên em có taxi sẵn giao ngay, nếu mà quý khách hàng mua thì có thể liên hệ qua số 0349311410, cabin taxi giao ngay. Và khi mà quý khách hàng mua ở đó thì tất cả các hãng chúng ta sẽ tặng thêm cho quý khách hàng những phụ kiện cần thiết như là định vị phù hiệu và các nhiên liệu và tất cả các phụ tùng như phụ kiện như là theo xe là tay lái và các bìa da và các sổ bảo hành, và tặng cho quý và tặng nhiều phụ kiện khác cho quý khách hàng. Và xe ở đối với xe tải thì quý khách hàng có thể được bảo hành từ 3 năm đến 100.000 cây theo quý khách hàng ha, tùy theo vào điều kiện cho quý khách hàng. Nhưng mà em nghĩ thì quý khách hàng thì đối với điều kiện quý khách hàng thì đi xe tải thì em nghĩ là vào cái nhu cầu mà bảo dưỡng 100.000 cây thì rất là cao đó. Và xe ở đây thì bên em hiện tại có thùng kính hoặc thùng bạc quý khách hàng. Rồi đối với xe W-Series thì thùng kính và thùng bạc thì chúng ta có thể là giao trong khoảng 20 ngày, và hiện tại bên em còn một số xe có sẵn và giao ngay cho quý khách hàng luôn, nếu mà quý khách hàng đặt hàng sớm. Xe thì hiện tại vì nhiều dòng xe thì có thể bên em thì cũng có thể có dòng xe đông lạnh này mới quý khách hàng cần. Đây em cũng quay qua một ít số xe đông lạnh cho quý khách hàng. Đây ha. Rồi em chuẩn bị kết thúc cái video tại đây, thì em cũng chúc cho quý khách hàng nhiều sức khỏe. Khi nào hết dịch thì quý khách hàng có thể liên hệ cho em qua số 0349311410 để chúng ta có cái xe mà chúng ta mong muốn và đóng thùng mong muốn của chúng ta. Em cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng với em qua nhiều năm. Thì cảm ơn quý khách hàng. Cảm ơn em kết thúc video tại đây.